Vâng, xin chào anh chị và các bạn. Hôm nay thì tôi muốn chia sẻ với anh chị và các bạn, chúng ta vẫn thường nói rằng là giao tiếp là một cái kỹ năng đầu tiên mà tất cả mọi người đều phải đạt được cái kỹ năng giao tiếp tốt nhất. Và như vậy thì mọi cái công cụ mà chúng ta học tập được nó mới sử dụng được ngoài đời. Vậy hôm nay tôi xin chia sẻ với anh chị về cái kỹ năng giao tiếp, chúng ta giao tiếp như thế nào để đạt được hiệu quả. Thì xin thưa anh chị là cái đầu tiên trong giao tiếp là chúng ta phải đạt được cái mục tiêu giao tiếp của mình. Mục tiêu giao tiếp. Nhưng trước khi mà đạt được mục tiêu giao tiếp của mình thì mình phải làm thỏa mãn cái đối tượng giao tiếp. Vậy thì xin thưa các anh chị rằng là đối tượng mà giao tiếp của chúng ta, thường thì chúng ta hay gặp hai cái nhóm người. Một nhóm người giao tiếp và họ làm việc theo kiểu an toàn. Thông thường người này hay rơi vào nhóm người nghèo hoặc là trung bình. Cái nhóm thứ hai là cái nhóm làm việc nhưng mà trong quá trình giao tiếp họ tìm kiếm cái cơ hội để phát triển. Như vậy người này họ tập trung vào cơ hội để phát triển. Thì có hai cái nhóm người căn bản như vậy. Tất nhiên sẽ có N nhóm người, nhưng hôm nay tôi chia sẻ chính thành hai cái nhóm lớn. Thì cái nhóm an toàn thì biểu hiện của họ là gì? Trong bất cứ một cái cuộc giao tiếp nào thì bản chất của giao tiếp là chúng ta phải làm được hai việc cho họ. Một việc là làm cho họ cảm thấy an toàn, và việc thứ hai phải làm cho họ cảm thấy hứng thú. Tức là tập trung vào vấn đề của họ thì họ sẽ cảm thấy hứng thú, và giải quyết những lo lắng cho họ để cho họ cảm thấy an toàn. Thế thì người an toàn thì giữa hai thứ lo lắng và cơ hội thì người an toàn người ta tập trung vào việc gì ạ? Thì người an toàn người ta tập trung vào các vấn đề lo lắng của họ, chứ họ không tập trung vào những vấn đề mà cơ hội, vì họ không tin vào những cơ hội, mà họ chỉ cần tập trung vào lo lắng của họ là ok. Thế còn người có cơ hội phát triển thì ở đây họ cũng tương tự như thế, có hai vấn đề lo lắng và cơ hội. Thì người tập trung vào sự phát triển thì người ta sẽ tập trung vào cơ hội và người ta ít quan tâm đến lo lắng nhiều hơn. Còn kẻ an toàn thì tập trung vào lo lắng nhiều hơn và ít quan tâm đến cơ hội. Vậy thì từ đấy thì chúng ta mới có hai vấn đề chúng ta đặt ra. Vậy thì làm thế nào để chúng ta xây dựng được một lộ trình giao tiếp, và làm thế nào để chúng ta phát hiện ra đối tượng giao tiếp? Thì xin thưa các anh chị, trong quá trình giao tiếp thì bao giờ cũng có hai phần. Phần thứ nhất là chúng ta nêu ra các bước 1, bước 2 và tầm nhìn. Tầm nhìn của chúng ta là gì? Thì xin thưa các anh chị rằng những người an toàn, người ta không tin vào việc tầm nhìn này. Vì vậy chúng ta nói những thứ to tát thì người an toàn người ta sẽ bảo gì? Chém gió. Vì vậy khi nói chuyện với người an toàn, chúng ta hãy tập trung vào giải quyết cái bước 1 cho họ. Thì họ rất là quan tâm. Ví dụ với cái người lao động mà trình độ thấp thì họ đừng nói với họ rằng nếu làm ở công ty này chúng ta có cơ hội gì, chúng ta thăng tiến như thế nào, chúng ta phát triển to lớn như thế nào, mà hãy tập trung vào gì, nếu làm như thế nào thì cuối tháng lương của các anh chị sẽ đạt được điều gì. Thì cái này họ có thể tin vì sau một tháng nó đạt được ngay. Vì vậy với người an toàn khi mà làm việc với họ thì họ chỉ cần quan tâm đến bước 1 này thôi, và đừng nói với họ những cái thứ to tát. Vì vậy chỉ cần nói đến bước 1 và họ cảm thấy hứng thú ngay. Nhưng mà nếu làm việc với người có cơ hội phát triển thì bản chất trong giao tiếp với họ cũng có các bước 1, bước 1, bước 2 và tầm nhìn. Thì như vậy với cái người mà họ đi tìm kiếm cơ hội, họ thích nghe đến tầm nhìn hơn là bước 1. Vì vậy nếu không nói đến tầm nhìn, họ không giao tiếp với chúng ta. Vậy thì hãy nói ít đến những các bước này thôi, mà hãy nói đến tầm nhìn của cái việc mà chúng ta đưa ra một vấn đề gì đó. Vậy thì như vậy chúng ta mới thấy là người mà tìm kiếm cái sự an toàn này họ tập trung vào ngắn hạn, và cái người tìm kiếm cơ hội người ta tập trung vào dài hạn. Và biểu hiện lớn nhất trong giao tiếp, bây giờ chúng ta mới nhận diện trong quá trình mà họ giao tiếp, thì để nhận diện ra họ là gì? Đối với người an toàn, họ tập trung vào hỏi các câu hỏi lo lắng và tập trung vào những câu hỏi vậy thì gần nhất tôi phải làm cái gì, bước 1 tôi phải làm cái gì và tôi được cái gì, thì họ quan tâm nhiều hơn đến câu chuyện tầm nhìn. Người làm việc đến cơ hội thì người ta hay hỏi đến cơ hội nhiều hơn là những cái bước hành động cụ
thể, sau đó đến thỏa mãn rồi thì chúng ta mới giải quyết tiếp. Vậy thì ở đây chúng ta mới thấy giữa lo lắng và cơ hội thì nói chuyện với người an toàn, nói chuyện với người an toàn thì ở đây có hai phần, lo lắng và cơ hội. Thì nói chuyện với người an toàn thì chúng ta hãy tập trung vào gì ạ? Giải quyết lo lắng trước, đây là bước 1. Rồi bắt đầu mới tập trung vào gì ạ? Cơ hội là bước 2. Vì vậy nói đến bước 1 rồi thì tổng thể bước 2. Nói chuyện với người mà người ta tìm kiếm cơ hội thì hãy nói đến cơ hội trước, tức là bước 1. Rồi đi giải quyết cái lo lắng là bước 2. Như vậy rõ ràng ở đời tất cả là của trông ăn nhau ở chỗ khéo dùng hay không. Ông trời ông cho mình là đều phải đi giải quyết lo lắng và cho cái người giao tiếp một cái cơ hội để họ nhìn thấy cái tầm nhìn. Nhưng khi sử dụng thì người an toàn chúng ta sử dụng kiểu khác, và người lo lắng có người tập trung vào cơ hội phát triển thì chúng ta sẽ sử dụng các bước giao tiếp kiểu khác thì nó mới giải quyết được. Vì vậy khi các anh chị sử dụng nhân lực chất lượng thấp thì các anh chị đừng nói gì to tát đến tầm nhìn của công ty, mà hãy tập trung rằng làm thế nào để lương của họ tăng lên ngay trong tháng này. Và nếu làm việc với người có cơ hội phát triển thì hãy đừng tập trung vào lương thưởng trước, mà hãy tập trung vào tầm nhìn phát triển của họ. Chính vì vậy nó mới chia làm hai nhóm người. Một nhóm người đi làm chỉ hỏi xem lương tôi cuối tháng được bao nhiêu. Có những người đi làm họ không quan tâm đến bước 1 này, thậm chí lương trả cho họ rất thấp, nhưng họ nhìn thấy cơ hội phát triển thì họ vẫn tập trung làm việc với chúng ta. Từ cái này nó liên quan đến sử dụng người. Nếu như anh sử dụng người mà quá an toàn thì anh phải chấp nhận rằng là gì? Tập trung vào những thứ ngắn hạn. Còn nếu anh làm việc với những người họ có tiềm năng phát triển, họ mong muốn có sự cầu tiến và phát triển trong tương lai, thì chúng ta hãy tập trung vào những cái cơ hội mà dành cho họ, con đường thăng tiến. Và như vậy thì kể cả thu nhập thấp họ vẫn sẵn sàng, họ dốc sức họ làm cho tài chính. Thế thì đây là hai cái nhóm người mà chúng ta nhận diện ra là trong giao tiếp thì ông an toàn tập trung vào lo lắng, ông cơ hội phát triển thì tập trung vào tầm nhìn. Như vậy chúng ta mới phát hiện ra hai cái điều này. Vì vậy trong giao tiếp đừng nói chuyện quá dài dòng phức tạp, mà hãy tập trung vào những vấn đề của họ. Sau khi bạn giải quyết được những vấn đề của họ xong thì bài toán cuối cùng bạn mới được giải quyết đến nhu cầu thỏa mãn của bạn, tức là mục tiêu của bạn. Nếu như họ thấy họ an toàn rồi, nếu như họ thấy rằng phù hợp với cơ hội phát triển của họ rồi thì lúc đó chúng ta hãy tập trung vào mục tiêu của chúng ta. Và khi họ bắt đầu tập trung vào giải quyết mục tiêu của chúng ta thì chúng ta hãy cho họ được cái quyền gì? Chủ động hướng tới đi giải quyết mục tiêu của chúng ta, mà đừng áp đặt rằng họ phải làm gì để giải quyết mục tiêu của chúng ta, mà hãy gợi ý cho họ con đường đi giải quyết mục tiêu của chúng ta. Như vậy một cuộc giao tiếp như vậy là một cuộc giao tiếp rất là fair, hai bên cùng chia sẻ với nhau và hai bên cùng thấu hiểu nhau để giải quyết những cái mong muốn của nhau. Thì như vậy đây gọi là một cuộc giao tiếp, được gọi là cuộc giao tiếp tương đối thành công. Vì vậy tôi tóm lại một chút là trong giao tiếp chúng ta phải đạt được mục tiêu giao tiếp của mình và của đối phương. Vậy hãy tập trung cho đối phương trước. Vậy trước khi tập trung vào đối phương, chúng ta phải nhận diện đối phương là người an toàn hay là người cơ hội phát triển. Nếu đối phương là người an toàn thì nhận diện bằng cách chúng ta thấy đối phương hỏi nhiều đến các vấn đề lo lắng và rủi ro. Nếu người mà cơ hội phát triển, người ta sẽ tập trung nhiều hơn vào tầm nhìn và sự phát triển. Vậy thì từ đó nó mới có hành trình giao tiếp. Nếu giao tiếp với người an toàn, hãy tập trung vào giải quyết lo lắng cho họ. Nếu giao tiếp với người tìm kiếm cơ hội phát triển, hãy nói nhiều đến thì cơ hội phát triển của bản thân họ. Thì như vậy chúng ta sẽ thì giải quyết được thỏa mãn họ, và cuối cùng chúng ta mới đi giải quyết bài toán của chúng ta. Có như vậy thì đấy là một cuộc giao tiếp cực kỳ nhẹ nhàng và hai bên cũng cảm thấy hạnh phúc. Và để làm được điều này thì trong hành trình giao tiếp thì 30 phút đầu giao tiếp tùy theo thời gian thì chúng ta phải dành thời lượng. Và khi nào mà chúng ta không hiểu, chưa thể hiểu được đối phương họ thuộc nhóm an toàn hay nhóm cơ hội phát triển, khi nào chúng ta không hiểu được những lo lắng, những mong muốn của đối phương thì tuyệt đối đừng bao giờ giao tiếp. Vì vậy bước 1 dù sao kiểu gì thì kiểu thì thời gian đầu các chị hãy dành thời gian để tìm hiểu xem lo lắng và mong muốn của đối phương, rồi hãy tập trung vào mong muốn của mình. Như vậy thì mới tạo ra một cuộc giao tiếp hoàn chỉnh. Và chúc cho các bạn có những cái buổi giao tiếp mà đạt được cái mục tiêu và hai bên cũng cảm thấy
hạnh phúc trong mỗi cái cuộc giao tiếp. Và ngay từ ngày mai các bạn hãy thực tập với cái cách này xem. Các bạn hãy tin tôi đi, các bạn sẽ thấy ngay hiệu quả và các bạn thấy mỗi một cuộc giao tiếp nó không có xung đột và cực kỳ vui vẻ. Chúc cho các bạn được thành công và hạnh phúc trong cuộc sống. Xin trân trọng cảm ơn.